Mọi người thì mình là Ngọc Diễm đây. Hôm nay trở lại với kênh của mình thì mới ra một chế độ mới, mọi người có biết đây là chế độ gì không? Chính là cái chế độ mình đang chơi này, lần đầu tiên ra mắt ở Free Fire. Cầm hai súng anh em thấy cháy không? Và trong chế độ này đặc biệt chỉ có đồ 3 thôi nha, không bao giờ có đồ 2. Mày thằng này mày chết luôn. Nhờ nè, mình cầm hai khẩu là khẩu AL94, khẩu long tấm nha. Vừa chạy ở đây rồi, mày chuẩn bị chết thế nào rồi. Mày vào đây. Mày làm sao mày ăn nè? Ôi trời, mấy con bot này không cười gì. Kìa rồi, nó đã chạy xuống dưới nhà đá dưới kia rồi. Bây giờ mình sẽ đuổi theo nó nha mọi người. Đuổi đấy, nó đã giết người rồi. Trời ơi, mất một kill của mình rồi. Báo luôn anh em. Anh em thấy quả súng shotgun Simba nhưng mà nó lại kêu tiếng con chó không? Đi vào đất luôn. Phim phai mà ra quả này trong danh thì chắc là mình chỉ bắn quả này thôi. Nhìn quả súng cute vách trưởng. Ui dồi ôi, lại có một con mồi nữa đến đây để nộp mạng cho mình nghĩ sao. Này thì nhờn này, nhờn với chị ở cưng. Ok, con này không vong keo ấy, không có thằng nhũ. Dồi ôi, đấy chết. May là mình đặt vong keo. Đấy, sao thắng được. Nhìn cái trình độ luồn lách của chị nó đi vào tầm đẳng cấp thế giới rồi. Nói đúng không? Bắn phát nào là vào đâu phát đấy. Okay. Trong này đặc biệt nha, có tất cả các loại súng luôn. Con nhỏ có M79 các thể loại như bắn danh luôn. Ui, sợ thế. Nhưng mà đây là chế độ mà cầm được hai súng. Thật không thể tin được. Các bạn vào đây các bạn sẽ nhặt được cái chip ấy mọi người. Cái chip đấy nó sẽ giúp đấy, cái chip vàng vàng vào xong ấy, nó sẽ giúp mọi người cầm được hai súng trên tay. Đấy. Đấy, dưới kia có một thằng đang chạy lên đây. Hình như nó nhìn thấy mình rồi. Bây giờ mình sẽ dùng mỹ nhân kế. Bây giờ mình sẽ lấp vào đây. Xong đó mình sẽ giả vờ gạ nó xem nó có nghe không. Mình sẽ lấp, mình đứng vào bông keo này. Mình phải giả vờ bắn vào trong này ấy. Để cho nó biết trên này giống như là đang bắn nhau. Khó thế cũng làm được. Thì con mồi sẽ chạy thẳng về đằng này và không chần chờ gì hết. Ui dồi ôi, quên lại nhảy lên. Mày chết với tao luôn này. Chạy thẳng đi con ơi. Dễ vãi luôn. Nhơn là ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới kia nha. Săn con mồi thôi. À, dưới này có quả bông keo. Chỉ ra mày chọn cái chết. À, có một con đến đây lột mạng tiếp theo nha. Phun đầu luôn, phun máu lõa nha. Không cần phải nói nhiều. Chỉ biết là phun máu lõa thôi nha. Anh em biết cái trình độ bắn của mình nó đến đâu ấy. Em tuyệt vời thế cơ mà. Anh em nào muốn solo với mình ấy thì kết bạn với mình đi. À, anh em xem video nhớ bấm cho mình một like, mình có động lực làm video anh em nha. Thì các bạn cũng đang mong chờ câu hỏi ngày hôm nay đúng không? Nhưng mà các bạn từ từ, đang có một thằng địch nó dí mình, các bạn thấy không? Nó dí mình như là con nó không bằng ấy. Chắc là nó sẽ ở đây đấy. Một con. Rồi nằm đạn vào là mày chết với tao. Nó đang cuốn máu này mình chắc luôn. Bắn chết luôn mày, nhờ nó mày. Không thể nào mà nhờn được. Trời ghê chưa. Dưới kia đang bắn nhau rồi. Chỉ còn lại 3 người thôi. Hôm nay mình sẽ cố gắng giành được top 1 các bạn ạ. Được của nó. Mặc dù chế độ này chỉ có 25 người chơi thôi. Nhưng mà các bạn không nên ở ngoài bo nha. Vì bo bị áp trên là giật rất chi là đau. Okay. Trên kia có đứa bắn M79 rồi. M79 mà không biết bắn không có kỹ năng ấy thì không mà bằng mình được. Hết đạn mất rồi. Thế này hỏng. Hết mất đạn. Ui dồi ôi, đã hết đạn. Có thằng địch ở đây. Đặt có con keo vào cái đã rồi thì bắn tiếp. Ok, mang Skyler đi để làm gì đục keo. Ui dồi ôi, hóa ra nó không ở đây. Mình đoán là nó ở bên kia hoặc là nó sẽ luồn ra đằng sau để coi như là dí mình, để móc mình. Nhưng mà bây giờ hiện tại súng Sima thì chỉ còn một viên đạn, còn súng kia thì còn 5 viên. Thì với 6 viên đạn này xem chúng ta sẽ làm gì nha. Nỏ thì mình không biết bắn nỏ rồi, thì không thua rồi. Ok, thì thấy mấy thằng địch nó đang bắn nhau bên kia ra nhặt xem nó có đạn không nào. Không có đạn luôn, thôi mình đổi khẩu súng trường đi. Ok. Ôi chết rồi, bo rồi, chạy thôi, không cần biết nữa. Mình đổi được đúng một khẩu súng trường các bạn ạ. Trời ơi, không biết nó bắn nhau, nó bắn nhau chỗ trụ điện này. Trời ơi, Zamba. Mày chắc có nghĩ mà em ấy. Zamba con bắt quay ra đây. Ôi đằng sau. Ui trời ơi, thằng này. Nhờ luôn, hôm nay tao sẽ bay, tao bắn lên. Tao đủ khả năng chết bo mọi người ơi. Adu, chết bo và viện trưởng. Tí thì được top 1 rồi. Mình làm lại nha mọi người. Ok, trận này không được top 1 thì mình đi đầu xuống đất. Ai ơi mà. Đầu tiên vào mặt xuống đất.
được cầm hai khẩu súng thì tội gì cầm súng đẻo. Quá chuẩn mình luôn. Mình lựa chọn ngay một con MB40 nha mọi người. Ok, MB40 làm nên hơi bị nhiều chuyện đấy. Hợp lý. Trận vừa rồi mình được 8 kill thì trận này mình sẽ cố gắng được một nửa nha mọi người. Tầm 5-6 kill. Ok, bây giờ đi nhặt khẩu Mark 7. Theo mình nghĩ thì mình sẽ bắn khẩu Mark 7 này với khẩu MB. Đây rồi, con mồi, sao thắng được mày? Thằng keo đã, ok. Mày chết luôn, mày chạy ra, mày công ra là mày chết ngay. Không sống nổi. Thì vẫn tiếp tục là khẩu súng Sima nha mọi người. À, nhầm, khẩu súng Sima, không phải Sima, đọc nhầm rồi từ nãy đến giờ. Kiểu gì? Khẩu súng Sima nha mọi người. Đấy, con mồi vẫn đang chạy trước mặt mình, thì bây giờ mình sẽ công kích gần đến nó rồi mình sẽ rút súng lên vì tất cả đều súng gần mà. À, con này AFK. À không phải AFK, đoạn cuối hình như là nó bị nát hay sao mọi người. Ok, map vẫn còn tận 9 người đó cơ. Thế bây giờ mình sẽ đi nhặt thật nhiều keo nha. Chế độ này là phải có keo các bạn ạ. À. Không thì nó bắn cho nòi luôn. Tiếp tục này. À, mình quên mất, vẫn còn phải đặt câu hỏi cho mọi người nữa đúng không? Thì ok, câu hỏi ngày hôm nay đó chính là: hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 là ngày gì? Anh em nào biết comment ngay xuống phần bình luận nha, để mình ra đây mình chiến đấu với con boss này. Dăm ba con boss. Ái da, chạy ra bom keo của chị à? Đụng keo bắt là mày chết luôn này. Mày tưởng chị không có Skyler à? Trời ơi, hét ruột luôn. Mấy con boss không có tuổi mà bắn chị nha. Rồi, nhớ con mình xuống đây muốn chơi với chị Ngọc Nghĩa một cây. Đấy, giờ mình sẽ lên con xe track này. À, con xe Jeep mọi người ạ. Đấy, lên con xe này để đi săn địch. Không có quả bông keo nào, tệ thật sự luôn đấy. MB các thứ thì kiếm cũng kiếm lắm. Các bạn à, các bạn không đừng có tưởng là nó nhiều bông keo, nhiều đồ nhá. Nó không hề nhiều luôn. Chỉ được cái là cầm được hai súng bắn rất chi là whack. Mà đặc biệt ở chế độ này nó cho 300 máu luôn. Đấy, trời mưa rồi. Trời mưa trong lòng mình rất là buồn. Gì cái đấy? Đấy, nó bắn mình thì mình thấy rất là buồn rồi. Mình tao ngồi trên xe Jeep như nay mà dám bắn tao. Mày đúng là quá gan trời, gan to quá à. Bắn quá cái này, ngủ nữa. Đấy, thì hiện tại một con xe đang... À, bắn đau thế nhỉ? Quấn mình máu rồi đấy. Có một con xe Jeep cũng đang dí đằng sau mình. Để nó định làm gì, nó tiếp cận mình để nó bắn hết suột mình ấy, mình biết ý định của nó mà. Nhưng mà, à con Lamborghini, nhưng mà bây giờ nhảy xuống nó đâm cho một phát là nòi ruột luôn. What? Thì bây giờ đi tạm lên trên này, vì trên này mình vừa thấy con... Đấy, biết ngay mà. Mình sẽ đâm con nào trắng này nha. Con ngu, chết luôn. Rồi ôi là rồi. Anh quyết định anh lên trên này, anh mới dừng xe. Không thì các chú bắn anh bay đầu à. Rất là thông minh luôn. Bo là bo độ mình rồi, bo trên mình luôn rồi. Có một thằng đang ở dưới kia nha, mình nhìn thấy nó rồi. Nó đang đi nút đồ cái xác mà mình vừa tông vào nó. Ăn bố nào phép dám tông. Dăm lấy xác gì ấy, giờ cũng biết đặt bom keo ghê phết này. Dăm ba bom keo, Skyler của chị nó là tầm bảng cấp 10 rồi. Nha, cho mày lên bảng điểm số luôn, ok. Bây giờ chị mày sẽ đi lên trên này. Không có quả bông keo nào, có một con vẫn đang non quăng ở kia, nó đang săn mình ấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đang săn mình các bạn à. Thì săn mình như thế này thì các bạn vào ngay shop của mình để quay lên cương nha. Shop của mình đang nổ ngũ rất chi là cao anh em. Không vào chỉ có tiếc thôi. Tiếc không còn gì mà thể nói lên cái nỗi tiếc này. Đấy, thì bây giờ nó công bông keo lên chỗ mình rồi. Bây giờ mình sẽ cầm khẩu nỏ này, nát mình bắn một phát, nó bay cái đầu nó luôn. Mặc dù mình biết là mình không phải là một tay xạ thủ bắn súng súng gọi là súng gì nhỉ? Súng bom lổ. Nhưng mà không sao. Đây rồi, con mồi đây rồi. Úi trời ơi, vào đầu. Mà lại vào đầu mà lại thành kêu hạ gục nhá. Rất chi là bực mình, không thể chấp nhận được luôn. Thì bây giờ hiện tại map chỉ còn 2 người nữa thôi. Và mình đăng ký phần top 1 hôm nay luôn nha. Anh em nào ấy mà hôm nay mình không được top 1, mình tặng cho mỗi anh em xem clip của mình 10.000 kim cương luôn. Đấy, mình đi vào này ngồi chờ địch đến. 13 người xem thôi. 13 người xem thì mình không thể ngồi yên được nữa. Mình sẽ đi săn người cho chúng nó xem. Ok luôn. Nhưng mà thằng địch nó đang ở đâu anh em nhỉ?
mình cũng chưa thấy nó ở đâu nữa. Anh em có thấy? Bây giờ mình đã thấy nó rồi nha anh em. Sau mồi săn lùng thì mình đã tìm thấy nó, nhưng mà hình như nó vẫn chưa phát hiện ra mình thì phải. Mình sẽ tiếp cận nó ở phía bên này nha. Bây giờ mình chạy đây, không biết nó có ở đây không này. Không có luôn. À, nó đã đứng ở đây rồi. Thằng ngu, trời ơi. Chết rồi, chết bo rồi. Mày, trời ơi, top 1 là cái gì? Top 1 nó là một thứ quá đơn giản luôn. Ok, anh em thấy khẩu súng quá bá luôn đúng không? Chế độ này quá bá luôn.